Hoàng Văn Giáp trình bày phong thư Chứ Công Ơn Bạc Hồ, sưu tầm Hà Văn Quý. Bên bên vằn xin cầu mùa thu tình căm lòng ba cả hồ trưng thân khăm chúng nam bắc tình lành cờ cánh mạng lung ngà đen thì có đấu tranh ao độc lập tự do Việt Nam tên ba cả hô lùng chói cách mạng đầy thắng lợi vinh quang khai sinh nước Việt Nam nguyên cầu tiền bang hồ quay sở thiên nơ tha tời nô lệ dân à la đà thuôn khắp toàn dân mong ước trang ngờ rim mong ba khổ chi à minh sống mãi văn tuyên ngôn bác cuối đuổi dân bằng cả béo mùa xuân tòn mát lục lan trừ cắm bác khi đua đẹp sắc thế toàn là dân đại thắng công ơn bác cái bằng khâu phe Việt Nam dân nước cờ la hạnh phúc thi đua cùng góp sức lập công áo thành tích hiên hạ dâng khẩn bác. Hoàng Úy trường lèo điệu lườn nàng ấy bài Lèo Đảng Khẩn Tàng Xuân Triệu Sinh Tật Cầm. Lời nàng à lời nó đại hội đảng tăng nước ấy mà thương đại hội ta xuân hư mọi cần lời nàng à nó lời bắc can thì đua khâu mùa công lời nàng à nó lời nàng à lời nó sâu thanh tình coi chiến ơi thông
trai nào niết ly hết công lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn ơi tàng xuân khoan san phẩm giống bàn dung cấn lời nàng à nó lời nàng à lời nó na lấy khẩu bắp khấn ơi bên khéo mò vai tua lắng bèo mần đấy lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn nơi tàng xuân lời nàng à lời nó mày trước đông nó nung lửa mơ hấp bù đồng đó nàng nó lời nàng lời nó khăm na tôm béo nào niết lều đang khấn tàng xuân lời nàng à nó lời nàng à lời nó cơ quan và lươn máy ơi cần cần bệt giờ kim ngân nim công việc lời nàng à nó lời nàng à lời nó hành mây nằn công phá nào niết lều đang trường văn xuân lời nàng à nó lời nàng à lời ơ bao giới sao quài cần léo ơi cần lượp lượp khấn tang bay chừng nước ơi nàng à nó lời nàng à lời nó bao hâu lập kín cướp ơi khâu bạc cam lèo đang khấn tàng xuân lời nàng à nó Mã Văn Trực trình bày một lần đảng bạc bằng béo tòa béo hôm cầm của Đặng Hoàn Vượng. Đảng bạc tài tăng hỡ tăng lệ dân
y như băng lập xuân ma và đàng bạc băng béo quá béo không lịch sử nước lượn tới tới chữ làng à cờ hà cọc đen trói thi ơi lại phuông biết xiên cầu bạc pham xịt vằn so tham bươn nhị lịch dương vằn thánh lấp đàng lâu lúng trói làng à bườn pet pi thi hà mùa lè thu vằn xịp câu nước lâu khơi nghĩa cạch mang lâu văn tí bên công bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à bườn câu pi thi hà chứng lè minh vằn xó nhi khải sinh nước Việt đàng bạc hồ long liệt tăng dân bạc hồ to quyền ngôn độc lập làng à biệt mùa thu phong khóp ba lê đinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trần điện biên hình cải tâm bân đàng bạc và tặng dân của thước làng à từ hình tây cướp nước ni lệ tan quân mỹ ma tiệp phan trăm chiếm tặng nước theo tức tẹp quê chim pi chết ha tức hình thức mỹ làng à tặng đi nước mọi tí dung lệ giang tức tôm bon mỹ phan chín cướp bạc nam đầy khua khước sung sang ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi làng à Việt Nam đang tính chương trình sướng hát khi lượn tiếng tài nùng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Theo tâu hủy chương trình vấn này, Dương Thị Cao trình bài lượn cõi, Pem ơn đảng, vi cao trưởng, tật cầm. Ơi mì hơi
Đinh Quách trình bày then Ím Đo Chứ Bạc Hồ Peom Đàng cầm của Dương Thế Cầm. Lại vì tôi mơ thân này thì vuông lai mòn đây thình lá tàng ô tô má qua bác tù điện lùng xoác nưa phủ tròn tròn búng tí chạm phát sóng truyền hình hỡ dân hăn mọi thỉnh khóp nước chạm đa khoa cao lốp lườn xây khấy chấp bâu lèo bay ra ruốc nòng én dung hí há óc trương lườn xây mùng hỏa lương hỏa đao tiếng son thư nặn níu vằn vằn óc chợ tí đó khăm quáng xoắng sóng lươn chờ măn chát bằng phía há vằn lướp lướp mà óc hăng cua cái nhộn lai láng mì đo đáng lầu cần chăm lo mọi giường xóa lườn khát xí thương tử nưa nhóm đáng chứ bạc khổ đỡ thấy dân chào mì ơn nấy ra lùm vì nóng ơi nếp xin chứ nơ dân chào mì ơn nấy ra lùm ơi pi nong coi nếp sim chứ nơ. Thu Lành trình bày phong sư Mì Đàng, Mì Mùa Xuân, Hạnh Phúc, Đinh Xuân Hưởng, Tờ Cầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xây cháu